Đồ Có Khi Bắc xin kính chào quý khách. Hiện tại đang là buổi chiều ngày 28 tháng 8 năm 2020 và trên màn ảnh quý vị đang theo dõi là một cặp lục bình nguyên khối bằng chất liệu là gỗ hương đỏ của Nam Phi. Hàng có chiều cao thông thủy là 1m7 với đế cái bụng là 50 và cặp sản phẩm ngày hôm nay em giới thiệu là một cặp sản phẩm hàng siêu VIP đỉnh cao cũng như là hàng liền khối vậy nhé. Liền khối từ phần đế bình cho đến phần miệng bình là liền một khối, và hơn nữa là hai cặp này thì sẽ mà cắt từ một thân lên là độ đồng đều về sắc vân cũng như là sắc gỗ, nó rất là giống nhau. Và thông tin chi tiết của sản phẩm nếu khách hàng nào có nhu cầu hoặc quan tâm yêu thích muốn sở hữu thì có thể dành ra một vài phút đồng hồ để cùng sở em đi vào đường nét chi tiết của sản phẩm cũng như phần công bố công khai giá thành để cho quý khách hàng có thể tham khảo. Và trên màn ảnh quý vị đang theo dõi là một cặp lục bình phong thủy, hàng có chiều cao thông thủy là 1m67 với đế cái bụng là 50 và là hàng lục lạc liệt khối bằng chất liệu là gỗ hương đỏ của Nam Phi. Và chất liệu gỗ hương đỏ của Nam Phi thì rất là nhiều video clip em đã giới thiệu về dòng gỗ hương đỏ, là một loại gỗ ở phân khúc tầm trung, giá cực kỳ là bình dân quý vị nhé. Và giá thành trong cặp lục bình phong thủy hàng cao 1m67 với đế cái bụng là 50 bằng chất liệu gỗ hương đỏ của Nam Phi, hàng lục lạc liệt khối, thì hiện tại bên em đang chào bán với giá là 25 triệu đồng và bên em có hỗ trợ quý khách là 50 km đầu tiên trong quá trình vận chuyển giao hàng. Và chất liệu gỗ hương đỏ thì nó rất là thơm quý vị nhé, và hơn nữa là không lo mối mọt, không lo cong vênh và không lo lứt toát ăn phá từ tâm tim ra ngoài phần cổ bình. Và hơn nữa là toàn bộ những cái đường vân thửa gỗ trên cái bộ sản phẩm này nó vô cùng là tuyệt vời, hàng chọn vân loang VIP quý vị nhé. Và trong phong thủy thì lục bình nó đem lại sự may mắn cũng như là tiền tài và tài lộc về cho gia chủ, và lục bình có thể kê tại rất là nhiều vị trí như là không gian phòng khách, không gian phòng thờ, trước cửa nhà, nhà hàng, khách sạn cũng như là nơi làm việc để chiêu tài chiêu lộc cũng như là hút nhiều khí vượng về cho gia chủ. Về phần miệng bình thì sở nhà mà luôn luôn là đục năm cánh sóng tượng trưng cho ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, cổ bình là thon gọn để hút tài lộc, và bụng bình là phình to để chứa tài lộc quý vị nhé. Và cặp lục bình hàng nguyên khối, hàng cao 1m67 với đường kính cũng là 50 thì hiện tại bên em đang ước tính nó nặng khoảng độ 250 kg, tức là một quả nó sẽ nặng vào tầm 125 kg quý vị nhé. Hàng liền khối, và hơn nữa là cặp sản phẩm này thì sợ nhà mà chọn tâm tim nó rất là nhỏ, đây quý vị thể chiêm ngưỡng tâm tim rất là nhỏ đó. Và với việc tâm tim nhỏ như này thì khi khách hàng sử dụng thì không lo những cái đường ăn phá lứt từ tâm tim ra ngoài phần cổ bình, và là hàng liền khối vậy nhá, hàng liền khối không chép ghép cũng như là không vẽ vân đó. Và bên em cam kết 100% sản phẩm là được chế tác từ gỗ tự nhiên cũng như là vân gỗ tự nhiên, và là hàng không dính rác đó, hàng lục lạc trần nõi và là hàng nguyên khối. Và chất liệu mà bên em là hoàn thiện đó là chất liệu sơn GO7 quý vị nhé, bóng mờ chống xước, nó rất là đẹp đây, khách hàng có thể chiêm ngưỡng, nó rất là bóng mịn cũng như là có độ bền về chất gỗ cũng như là nước sơn nó cực kỳ là cao. Hàng là hàng liền khối với những đường vân thửa gỗ nó rất là tuyệt vời, hàng không mắt mỏ sâu xia, và là hình dáng hình học mà sở em đưa ra mắt thị trường đều là những cặp sản phẩm lục bình có cái hình dáng nó rất là đẹp quý vị nhé, rất là hài hòa cân đối đó, và những cái đường vân thửa gỗ đều là vân thật gỗ tự nhiên. Và chất liệu mà sở em tiện lục bình thì gồm 3 loại gỗ chính, đó là cẩm vàng, hương đá và hương đỏ của Nam Phi đó, rất là nhiều quý vị nhé. Và bên em đang có sẵn khoảng độ 70 đôi để cho khách hàng có điều kiện ở gần thì có thể về trực tiếp tại xưởng để tham quan mua sắm cũng như là đến mục sở thị để mắt thấy tay sờ cũng như là đưa ra những cái nhận xét đánh giá để sở em hoàn thiện hơn đó, rất là nhiều quý vị có thể về trực tiếp để tham khảo. Với đa dạng kích thước chiều cao từ 1m27 cho đến 2m17 đó, quý vị có thể chiêm ngưỡng đây, rất là nhiều quý vị nhé. Và bên ngoài kia thì em có hai cặp 1m8 bằng chất liệu gỗ cẩm vàng của Nam Phi đó, hàng cực kỳ đẹp. Và quay trở lại với cặp sản phẩm lục bình phong thủy hàng cao 1m67 với đường kính bụng là 50 bằng chất liệu là gỗ hương đỏ của Nam Phi, hàng lục lạc liền khối, thì hiện tại bên em đang chào bán với giá là 25 triệu đồng và bên em có hỗ trợ quý khách là 50 km đầu tiên trong quá trình vận chuyển giao hàng. Và ngoài ra thì sở nhà còn nhận đặt hàng theo yêu cầu của quý khách về đa dạng mẫu mã cũng như là chục loại gỗ vị nhé. Đó, hàng cực kỳ đẹp đây, cổ bình rất nhiều vân và là hoàn thiện với chất liệu phục sơn BU với dòng sơn GO7 bóng mờ chụp xước, dòng sơn cao cấp nhất trên thị trường hiện nay, nó đưa ra mắt một mặt hàng có chất lượng cực kỳ là cao, và gỗ hương đỏ nó có tính ổn định cũng như là có cái tom gỗ nó khá là mịn quý vị nhá, tom gỗ khá là mịn đó, và chất gỗ này nó rất là lành tính, nó rất là tốt, và màu thì nó rất là trầm quý vị nhá, nó rất là trầm tính. Và cặp sản phẩm này thì sở em đã lựa được những cái đường vân thửa gỗ nó vô cùng là tuyệt vời đó, những đường vân loang xoáy ở một phần bụng đây, khách hàng có thể chiêm ngưỡng được những cái đường vân loang xoáy rất là đẹp, và ở phần bụng dưới đây là những đường vân chun, nó chập trùng như là sóng biển cũng như là nó tựa như là các cái ruộng bậc thang, nó rất là đẹp quý vị nhé. Và phần đế thì sở em là tiện rất là nhiều tầng cổ chỉ, nó đem lại một cái dáng lục bình nó rất là đẹp cũng như là
nó tạo nên một cái thương hiệu của bên xưởng đồ gỗ Mỹ Nghệ Kinh Bắc. Và toàn bộ thông tin chi tiết của sản phẩm, nếu quý khách hàng nào có nhu cầu hoặc quan tâm yêu thích muốn sở hữu thì có thể liên hệ hoặc kết nối Zalo với xưởng em theo hai số điện thoại, đó là 096 882 0 và 086 882 0. Và khách hàng nào có điều kiện ở gần thì có thể về trực tiếp tại xưởng ngụ tại chợ thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để được tham quan mua sắm. Và em xin nhắc lại giá thành cho một cặp lục bình nguyên khối bằng chất liệu là gỗ hương đỏ Lam Phi, hàng có chiều cao là 1m67 với đường kính bụng là 50, thì hiện tại bên em đang chào bán với giá là 25 triệu đồng và bên em có hỗ trợ quý khách là 50 km đầu tiên trong quá trình vận chuyển giao hàng. Và quý vị hãy đăng ký kênh để hàng ngày sở nhân sẽ cập nhật những cái sản phẩm mới nhất để cho khách hàng có thể tham khảo cũng như chiêm ngưỡng. Và video clip của em xin tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.